Ở những thời khắc thế này, ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển, bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết. Bay để trao cho ai đó niềm tin, bay để mang yêu thương trở về, bay để yêu lại từ đâu. Cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới trong mỗi hành trình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Golf, một sản phẩm của VZ Media. Thưa quý vị, đi cùng với sự phát triển của ngành golf, đó là sự ra đời của các tiện ích đi kèm, trong đó có các đại lý booking. Các đại lý booking chính là cánh tay nối giúp golfer đến gần hơn với các sân golf và việc chơi golf trở nên dễ dàng hơn. Nhưng dễ dàng hơn như thế nào và mối quan hệ giữa các đại lý booking và các sân golf cũng như là các golfer ra sao thì ngày hôm nay chúng ta phải tìm hiểu thông qua ý kiến của những người trong cuộc. Xin được giới thiệu hai vị khách mời, đó là ông Trương Chí Kiên, giám đốc điều hành của sân golf Yên Dũng. Xin chào quý vị. Vị khách mời thứ hai, anh Nguyễn Trọng Khôi, tổng giám đốc VZ Booking. Xin chào tất cả mọi người. Rất cảm ơn anh Kiên và anh Khôi đã nhận lời tham dự chương trình Chuyện Golf của VZ Media ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đi vào bàn luận chủ đề này thì xin mời anh Khôi, anh Kiên và quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự tổng hợp của chúng tôi. Với những tín đồ của môn thể thao golf, các dịch vụ đặt sân golf, booking đã không còn quá xa lạ. Trước đây, các golfer muốn đặt sân golf phải trải qua khá nhiều bước, gọi điện thoại cho các sân golf, tìm thời gian tee time thích hợp, điều này khá mất thời gian và để lại cho các golfer nhiều bất tiện. Khoảng 3 năm trở lại đây, sự ra đời của các đại lý booking như Festi, VJS Booking, Alo Booking đã phần nào đem lại một bước tiến lớn trong việc cung cấp các tiện ích cho các golfer. Sự linh hoạt, dễ dàng trong quá trình tìm kiếm đã mang lại những trải nghiệm khá hoàn hảo cho các golfer khi chơi golf. Mình thì thường thường là mình sử dụng dịch vụ của bên Intergolf, giá thì cũng hợp lý. Vấn đề thứ hai là các bạn ấy cũng rất là chu đáo, cũng cố gắng là sẽ giải quyết được cái vấn đề mà về thời gian mong muốn cũng như là các địa điểm sân mà mình muốn chơi. Thì mình thấy cái đấy là cũng rất là tuyệt vời. Nếu như sân lạ thì tôi thường book qua đại lý, ví dụ như là qua câu lạc bộ Phương Đông hoặc qua hệ thống Vega. Cơ bản là các bạn ấy rất ok. Ok ở đây là các bạn ấy rất là chăm sóc cái booking, cái người booking. Các bạn ấy cũng tìm những cái nơi sân golf và còn những cái dịch vụ tốt nhất, ví dụ như giá cả, rồi cái giờ tee, các bạn cố gắng đáp ứng được cái giờ tee của các golfer. Tôi thường book qua Alegolf và thường bạn bè book cho. Còn nếu mà tôi book thì tôi thường book qua Alegolf. Tôi nghĩ là tương đối tốt và nó cũng sẽ giúp cho golfer có thể tiếp cận được với nhiều sân và nhiều chương trình hơn. Theo khảo sát chung, hiện trên thị trường golf Việt có khoảng hơn 10 đơn vị cung cấp dịch vụ đặt sân golf. Các golfer có nhu cầu chỉ cần liên hệ hotline, truy cập website, thao tác theo hướng dẫn có thể tìm được sân golf theo nhu cầu và mong muốn. Cùng với đó, các đơn vị booking không ngừng đưa ra những tiện ích, ưu đãi khác nhau nhằm thu hút khách hàng. Thông qua đoạn clip vừa rồi thì hai vị khách mời có thể nhận thấy rằng là ngày nay thì các golfer đều sử dụng các đại lý booking để giúp cho cái việc đặt sân, việc chơi golf trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với việc là trực tiếp đến các sân, đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin được hỏi hai vị khách mời, đó là hai vị khách mời đánh giá như thế nào về cái thị trường đặt sân golf hiện nay tại Việt Nam ạ? Xin mời anh Kiên ạ. Từ cái việc mà khách hàng phải trực tiếp đi liên hệ từng sân golf để chọn cái giờ chơi, cũng như là bản thân cũng phải điêu cái giá để tốt nhất cho mình, thế thì từ cái nhu cầu, xuất phát nhu cầu của thị trường thì sẽ sinh ra những cái đại lý, và cái vai trò của đại lý đó là họ sẽ làm được tốt cho cái việc đó và họ sẽ mang lại cái lợi ích cho cái người sử dụng dịch vụ, đặc biệt đó là phần golfer. Và khi phát sinh cái việc nhu cầu của thị trường thì đương nhiên là cũng sẽ có nhiều các đơn vị cạnh tranh với nhau. Có thể mới đầu ta ở thị trường miền Bắc cũng chỉ có 1-2 thôi, mà bây giờ cũng đến 4-5 đến hàng chục các đại lý khác nhau. Và mỗi một đại lý đấy thì họ đều có một cái phân khúc khách hàng riêng, họ những cái thế mạnh riêng, và họ sẽ quản lý những cái tập tệp đấy và họ sẽ tập trung để khai thác, để bản thân họ sẽ muốn thay đổi cái việc hành vi của golfer, rằng là thay vì anh liên hệ đặt sân thì em sẽ kiểm tra cho anh thông tin nhu cầu cái giờ chơi này sẽ có bao nhiêu lựa chọn, và hai nữa là
cái giá mà anh sử dụng chơi golf thì anh sẽ phải trả bao nhiêu mà tối ưu nhất mà rẻ và hợp lý nhất cho cái hợp túi tiền với người, đúng không? Và cái lợi từ cái lợi ấy đấy nó sẽ tồn tại trong cái dịch vụ booking. Thì để mà đánh giá ấy, thì phải nhìn xem toàn cảnh thị trường. Thì trước đây thì là cái thói quen golfer là đã thay đổi dần dần rất nhiều từ khi có các đại lý booking bắt đầu xuất hiện, và cái tốc độ phát triển của cái thị trường booking thì em nghĩ rằng là càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn, bởi vì số lượng golfer mới gia nhập thị trường cũng nhiều hơn, dẫn đến cái việc là số lượng khách hàng có nhu cầu mà tìm hiểu thị trường golf mới cũng nhiều hơn, và những người chưa biết thông tin về golf cũng nhiều hơn, dẫn đến việc các đại lý sẽ giúp rất nhiều ích trong việc là hỗ trợ người chơi golf khi lên sân golf là rất là tốt. Đấy là về tốc độ phát triển. Thứ hai nữa là về cái quy mô ấy, thì cái việc mà có các đại lý booking thì giúp cho các sân golf tối ưu hóa cái giờ tee time, làm cho cái việc mà cái gọi là cái giá trị của hay là doanh thu của các sân golf nó được hỗ trợ hơn rất là nhiều. Đấy về mặt các sân golf. Thứ ba là về cái việc là các đại lý booking còn là cái cầu nối giữa người chơi golf với sân golf, hỗ trợ những cái hạng mục mà sân golf, ví dụ người chơi golf cần thiết ở trên sân golf, ví dụ như là có thể hỗ trợ trước các bữa ăn, hoặc là hỗ trợ liên quan đến việc là xảy ra các sự việc ở sân golf chẳng hạn, thì đại lý booking mới đứng ra làm cái việc đấy, vừa là người kết nối, vừa là người tìm hiểu thông tin, vừa là người xử lý và lưu trữ các thông tin, giúp cho người chơi golf có được cái trải nghiệm chơi golf tốt nhất và tốt hơn có thể. Với cái những cái kinh nghiệm của người trong nghề thì hiện nay anh Khôi có thể tiết lộ rằng là thị trường golf Việt Nam có khoảng bao nhiêu đại lý booking? Em nắm được ấy, thì là số lượng cũng khoảng trên dưới 10 đại lý booking mà có thể kể tên tuổi ra được. Thì còn lại thì có rất nhiều cái cầu nối giữa sân golf với người chơi đi cho nó dễ, thì nó sẽ rất nhiều hình thức, anh Trường ạ, nó không giới hạn được. Đồng biết rằng hiện tại trên thị trường Việt Nam, thị trường golf Việt Nam thì có khá nhiều các đại lý booking. Vậy thì với sân golf Yên Dũng thì các anh hiện tại đang hợp tác với bao nhiêu đại lý booking ạ? Sau khi mà làm việc cũng như đánh giá cái từng cái thế mạnh của mỗi đại lý một ý, thì sân golf Yên Dũng ấy thì có liên kết cũng như cái hợp tác với hai cái đại lý chính để phát triển thị trường Hà Nội là bên chỗ Intergolf cũng cả bên BNA. Đấy, thì còn ở Bắc Ninh ấy thì là bên tôi liên kết với cả bên chỗ Alice, thì nó chuyên mạnh về thị trường của người Hàn Quốc, người nước ngoài. Còn Hà Nội thì bản thân chuyên BNA là chỗ anh Hưng Hen, nổi tiếng anh Hưng Hen rồi. Còn bên Intergolf ấy thì là một trong những cái đại lý mà đầu tiên ở ngoài Hà Nội, bản thân cái thị phần của họ cũng khá là rộng. Và cái việc mà khi mà thị phần rộng rồi thì cái nhu cầu khách hàng là rất là lớn, mà đôi khi là họ muốn đánh sân này, họ đánh sân kia, thành ra thêm một sân cũng ở Yên Dũng, tức là thêm một cái khẩu vị, thêm một cái món, thì cái việc mà bên chỗ Intergolf là cũng là một cái đại lý chính, và chứ không phải là đại lý nào bên này cũng làm. Vâng, như vậy là mối hệ win-win. Vậy thì với những cái thực tế đang diễn ra tại sân golf Yên Dũng, sân golf mà anh đang làm giám đốc điều hành, thì anh cái ưu điểm mà các cái dịch vụ của cái dịch vụ booking mang đến đối với sân golf Yên Dũng là như thế nào? Cụ thể một chút, anh có thể tiết lộ cụ thể không? Hiện tại thì sân golf thì cũng có sử dụng hai cái kênh đại lý. Đó là vị đại lý là cái tổ chức đại lý, họ sẽ là cái như một cái kênh bán hàng nối dài. Họ sẽ quản lý một cái tệp khách hàng nhất định, và họ sẽ có một cái đội ngũ chăm sóc với khách hàng trực tiếp, khách hàng thường xuyên, cũng như cái cộng đồng golf ở miền Bắc. Thế còn cái kênh khác còn đi như bên chỗ VGS thì là ta đang sử dụng công nghệ. Vì cái công nghệ này thì nó cũng đã là khi đã ta có cái VGA và thêm những cái gọi là value của cái VGA đó là booking online qua những đấy. Và cái sản phẩm của đấy nó liên kết với cả ngân hàng. Mà các golfer nào thì đương nhiên đã đánh golfer là phải có VGA rồi. Và VGA và có cái dịch vụ liên kết với ngân hàng, và mới chỉ một cái bấm chuột thôi là có thể là book được luôn. Mà có giờ tee time nó đầy đủ, tức là mọi cái nó rất là thuận lợi, không phiền phức là phải thanh toán trước, thanh toán sau như thế nào. Thì những cái đó nó đều đưa những cái lợi ích. Thì thực ra ta thì nhiều đại lý, nhưng mà đại lý ta chia ra một là đại lý công nghệ và một đại lý gọi là trực tiếp, trực tiếp con người chăm sóc khách hàng này khác. Thì nó có hai cái, tức là anh làm công nghệ thì hoàn toàn là anh sẽ tiện ích là anh chỉ quản lý bản thân chủ thể trong cái việc mình booking của mình, ấn nút thanh toán qua tài khoản xong. Nhưng mà chỗ con người kia thì nó có những cái tương tác, đó là được chăm sóc, có những cái đại lý tổ chức rất tốt, họ chăm sóc khách hàng thường xuyên, có cái tập tệp, rồi không những chỉ vấn đề mà chỉ có booking thôi, họ chăm sóc còn những cái ngày sinh nhật, rồi những cái sự kiện tổ chức giải, hoặc là như nào họ hỗ trợ rất nhiều.
Thì cái việc đó là ở góc độ sân là cũng thấy cái việc đấy là rất là phù hợp, và hai nữa là cũng mang lại lợi ích trực tiếp cho người làm sân. Với trên quan điểm của một đơn vị booking thì anh Khôi, anh có thể nói rõ hơn một chút, sâu hơn một chút về những cái ưu điểm mà thông qua cái việc đặt sân, thông qua cái hệ thống booking mà như anh Kiên vừa đề cập, đó là booking qua công nghệ. Công nghệ dần dần đã đi vào cuộc sống rất nhiều, từ cách vận hành ở sân golf, từ việc là chúng ta đang sử dụng smartphone rất nhiều, chúng ta sử dụng những công cụ thanh toán rất nhiều. Thì bây giờ làm thế nào có thể gộp được tất cả vào trong một nền tảng? Thì ở với đơn vị của bọn tôi thì bọn tôi đang triển khai một cách khá cụ thể, đó là bọn tôi có thể là cho khách hàng chơi xong, khách hàng thanh toán sau, mà khách hàng không cần phải nhớ những cái bill thanh toán của khách hàng cả một đợt vừa rồi, bởi vì đã có hệ thống nó đã lưu trữ hết toàn bộ rồi. Và sau khi đó khách hàng chỉ kiểm tra lại xem tuần này tôi chơi bao nhiêu cuộc chơi, tôi thanh toán cho cái đơn vị booking là xong, và chỉ cần một nút bấm là khách hàng có thể hoàn toàn có thể trả thanh toán toàn bộ cái bill đấy. Khách hàng không chỉ thanh toán cho mình, khách hàng thanh toán cho cả các bạn người chơi của mình nữa. Ví dụ khách hàng hôm nay là tôi mời các bạn chơi thì tôi hoàn toàn có thể thanh toán được, chọn ai thanh toán được, và tôi có thể hoàn toàn là cái phần tôi không phải lưu giữ qua tin nhắn hay là nội dung nó phức tạp, mà tôi sẽ chỉ cần là một thao tác một chạm thôi là tôi thanh toán được. Cộng với cả việc công nghệ như anh Kiên nói, cái việc tìm kiếm cái giờ chơi, so sánh giờ chơi, so sánh sân golf, hoặc đơn giản như trong app bọn tôi cung cấp một cái rất đơn giản là cung cấp thời tiết tại sân golf thời điểm đó. Mình thử đây mình kiểm tra xem sân golf thời điểm này nó nắng hay mưa chẳng hạn, nhiệt độ bao nhiêu chẳng hạn, thì biết ngay được là mình cần chuẩn bị những gì cho giờ chơi golf. Và thông thường các bạn thư ký book sân sẽ nhìn vào hỗ trợ cung cấp thông tin cho khách hàng trước được khi chơi golf, thì nó cung cấp ở mặt thông tin, mặt quá trình xử lý, cộng với cả việc sau khi chơi xong nó làm cho trải nghiệm nó hoàn toàn rất là thích thú. Ngoài cái việc cái trải nghiệm chơi golf là cái quá trình là cái một game chơi, thì mình mang thêm những cái gọi là đôi khi một chút may mắn nào đó chẳng hạn, hay là một chút nào đó những cái lợi gọi là cái niềm vui nhỏ nhỏ. Thì đôi vì những người chơi golf golfer họ có rất nhiều thứ ở cuộc sống rồi, nhưng đôi khi thêm một chút niềm vui khi đi chơi golf nó làm cho cái cuộc chơi nó happy hơn. Thế thì là phối hợp với sân golf Yên Dũng bọn tôi đã cũng đưa một số chương trình, ví dụ là tất cả booking ở trên sân Yên Dũng hoặc các sân golf bọn tôi đều tặng cái bảo hiểm Hole in One 20 triệu ạ. Thì khi một người chơi bất kỳ tất cả các booking luôn qua VGS booking thì đều sẽ được một cái phần thưởng là Hole in One 20 triệu nếu mà khách hàng đánh trúng vào lỗ par 3. Đấy, ví dụ như thế. Ngoài ra thì là tất cả các booking bọn tôi có một phần gọi là quà tặng nho nhỏ ngược lại cho khách hàng, là bọn tôi tích điểm. Bọn em tích điểm cho cái phần cái cuộc chơi. Ví dụ khách anh booking một lượt anh được tích điểm một khoản điểm nho nhỏ. Sau đó cái điểm đấy anh có thể là dùng làm gì? Anh đổi ra các găng tay, đổi ra quà tặng, đổi ra bóng, đổi ra tee, thì mình chơi được 10 trận chẳng hạn, mình có thể đổi ra một cái phần thưởng nho nhỏ để có thể tặng cho bạn bè hoặc bản thân mình. Thì bọn tôi đã kết hợp rất nhiều thứ vào để tạo ra một cái gọi là hệ sinh thái cho những người chơi golf. Vậy thì sân golf Yên Dũng đón nhận như thế nào khi mà các cái dịch vụ booking đến đặt vấn đề có muốn hợp tác làm việc với sân golf Yên Dũng? Mỗi một đại lý là một cái kênh bán hàng hỗ trợ cho sân golf, nó là chỉ cái tay nối dài thôi. Thì chả có lý do gì mà là từ chối. Bởi vì khi càng cạnh tranh nhiều thì bởi vì mỗi một đại lý họ chỉ quản lý một tập tệp khách hàng nhất định. Thì nhiều đại lý họ sẽ có những cái phân khúc khác nhau. Thế thì ta đâu làm sao ta một đại lý làm sao phủ rộng hết được toàn bộ cái thị trường của khách hàng chơi. Thì là mỗi đại lý có một thế mạnh, họ thân thiết với một cái tổ chức này, một câu lạc bộ nhóm này, họ chăm sóc sẽ tốt hơn. Thì cái việc đấy là ta không hạn chế, cũng như ta sản xuất một cái sản phẩm này đó. Thì cái việc mà hiệu quả cũng như thành công của mỗi một sản ra đời một sản phẩm dịch vụ thì cuối cùng hiệu quả nhất đó là anh phải giải quyết được vấn đề bán hàng. Còn cái năng lực sản xuất ấy thì nó không giải quyết được vấn đề gì. Cũng như sân thì tôi là chi phí cố định của anh nó nên như vậy, mà anh thêm được khách nào anh thu được thêm một khách đấy. Cũng như ta đầu tư một cái xe gọi là xe bus đi, chạy đường tuyến xe 45 chỗ, tức là lái xe vẫn thế, xăng dầu vẫn thế, mà ta chỉ được 30 khách thì ta chỉ thu từng đấy thôi, mà ta thêm được 40 khách, 45 khách thì hoàn toàn là có lợi. Thì cái việc mà sân golf là lúc nào chào đón những tất cả những cái đại lý nào mà có uy tín, tốt, có năng lực thì đương nhiên là welcome rồi. Câu nối ở đây tôi có hai ý nghĩa. Thứ nhất ý, theo tôi thì nó là cái giúp cho phong trào golf phát triển. Như tôi nói rồi, phong trào golf phát triển còn rất nhiều thứ. Ví dụ mình phát triển về cái văn hóa chơi golf, phát triển về cái cách thức, cái sự thuận tiện khi chơi golf, thì các đại lý booking golf sẽ giúp cho người chơi golf ở mức độ đó. Thưa anh Khôi, thì khi mà trên quan điểm là một đơn vị booking, thì khi anh làm việc với các sân golf
thì mình có gặp cái vấn đề khó khăn gì không ạ? Về mình là đại lý, mình là hỗ trợ ở sân golf, thì cái gặp khó khăn nhất của mình là phải hiểu vấn đề của sân golf là như nào. Thì thông thường thì tôi hình dung thì là bọn tôi là các đơn vị trợ giúp cho sân golf, nên tôi thấy vấn đề đấy nó rất là, tôi happy việc đấy, và tôi sẽ thấy nó rất nhiều việc cần phải làm. Khó khăn là mình nhìn thấy nhiều vấn đề nhưng mình chưa làm được hết. Đấy là cái khó khăn lớn nhất là mình chưa làm được hết. Ví dụ tôi đơn cử là Sơn Yên Dũng, anh ấy có những giờ tee time buổi chiều, anh ấy trống giờ buổi chiều mà tự dưng là anh ấy không chưa biết khách hàng, không biết thông tin như thế, mà anh ấy rất muốn là có thêm khách đến sân golf vì sân golf vừa thoáng này, sân golf buổi chiều thời tiết này rất mát mẻ này, thì chơi sân này rất là tốt. Thế làm thế nào để cho khách hàng biết được cái thông tin đấy, khách hàng có thể đặt sân được và khách hàng có cuộc chơi golf nó rất là thú vị. Thế thì là bọn tôi muốn được việc là bọn tôi có thể làm đơn vị ở giữa, tôi giúp cho các anh ấy có thể là cái bán cái giờ tee time nó một cách là real time, tôi gọi là real time ngay lập tức. Có nghĩa là anh kiên trì bảo là Khôi ơi, anh có 10 cái giờ tee time này đang bình thường như thế, gọi cho Khôi là anh có 10 giờ tee time mày bán cho anh chẳng hạn. Thì là câu chuyện ví dụ như thế chẳng hạn, nhưng thay vì như thế anh ấy không phải làm gì cả, các bạn nhân viên ở sân golf thì tự nhìn thấy rằng mình có giờ tee time trống, và bạn ấy đẩy lên hệ thống của trên ứng dụng booking trên phần mục đặt sân của app VnHandicap. Thế là khách hàng có thể biết được là sân golf Yên Dũng đang có những giờ tee time trống. Có thể mình tối ưu được cả phần việc là tee time trên sân golf cộng với cả lợi ích khách hàng được đảm bảo. Tôi thấy đơn giản, nếu mà bọn tôi có những cái phương án như thế để giúp cho sân golf họ phát triển thêm, tăng phần kinh doanh, thì tôi thấy là cái việc là mình sẽ cần phải làm, và mình làm, bọn tôi mong muốn làm nhiều việc hơn nữa cho phần sân golf. Tôi đơn cử một việc nữa là khách hàng muốn đặt cái suất ăn trước khi đi chơi golf chẳng hạn, khách muốn chơi giờ, thì bây giờ làm sao khách hàng biết được menu của sân golf đang có cái gì chẳng hạn, thì mình tích hợp được cái phần menu đồ ăn vào trong cái phần đặt sân golf chẳng hạn. Thế thì là hoàn toàn khách hàng có thể đến chơi sân golf, khách hàng đặt trước đồ ăn và sân golf cũng biết là khách hàng sắp đến giờ nào để mình chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng cho khách hàng. Đấy, nếu mình mang được tiện ích đấy từ cái chỗ mà mình suy nghĩ từ việc tee time, mình suy nghĩ như khách hàng, mình giúp cho khách hàng hưởng những lợi vui hơn khi đến với sân golf, thì bọn tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Vừa rồi thì chúng ta đã trao đổi rất nhiều về những cái lợi ích, những cái khuyết điểm cũng như là ưu điểm của booking, và những cái ưu và những cái mà khó khăn mà khi tiếp cận với các sân golf, đúng không ạ? Để tiếp tục chương trình thì xin mời anh Kiên và anh Khôi và cũng như là quý vị khán giả, chúng ta tiếp tục theo dõi một phóng sự để đi vào phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Tiện ích là điều mà các golfer quan tâm nhất mỗi khi sử dụng một sản phẩm nào đó. Dựa trên những đánh giá phản hồi của các golfer mà các đơn vị booking sân golf ngày càng đa dạng các sản phẩm, trong đó phải kể tới VZ Booking, một đơn vị mới ra đời, tuy nhiên lại đang là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ 4.0. Hiện nay, VZ Booking đã kết nối với tất cả các sân golf ở Việt Nam và đưa đến các sản phẩm ưu việt, trong đó phải kể tới dịch vụ thư ký câu lạc bộ. Nếu như trước đây, mỗi khi tổ chức giải golf outing, các câu lạc bộ phải mất cả tháng để chuẩn bị, thì từ khi có dịch vụ thư ký câu lạc bộ của VZ Booking, các câu lạc bộ không mất nhiều thời gian trong việc đặt sân và tổ chức giải đấu. Tất cả các công việc từ sắp xếp nhóm đấu, đặt giờ tee time, chuẩn bị cúp, v.v. đều được các thư ký chuẩn bị từ A đến Z. Các golfer trong câu lạc bộ không cần làm gì khác ngoài việc xách túi gậy lên sân và cháy hết mình với golf mà thôi. Cung cấp những cái dịch vụ golf rất là tốt, từ booking, từ bảng điểm, rồi tổ chức sự kiện, rồi tổ chức outing, rồi tổ chức các cái giải lớn, thì tôi cũng là người theo dõi rất nhiều, thì tôi đánh giá rất là cao. Trước đấy khi chưa ra cái dịch vụ mà có thư ký cho các câu lạc bộ để phụ trách, những nói thôi chứ một lần outing rất nhiều việc rất nhỏ, như đơn giản như một việc là xếp fly chẳng hạn, rất phức tạp, tức là phải cân đối sao cho nó hài hòa mọi thứ, rất nhiều việc. Thế thì từ ngày mình thấy bên VZ Booking cung cấp cái dịch vụ đấy, mình đánh giá là điểm 10, tuyệt vời, hỗ trợ rất nhiều cho việc quản lý, cho ban quản trị của tất cả các câu bộ nói chung. Thông qua cái thời gian làm việc thì tôi thấy rằng đội ngũ nhân viên là làm việc tương đối là nhiệt tình, chuẩn chỉ, chu đáo. Có một cái điều ở đây là tôi thấy rất đánh giá rất cao, đó là gì, những cái gì mà họ không quyết được ấy, thì thường là những thông tin phản hồi rất nhanh. Đây là một cái dịch vụ rất là tốt cho tất cả các câu bộ, các giải đấu, và để cho nó phát triển hơn nữa thì cũng rất mong là VZ Booking phát triển nó rộng rãi ra. Từ khi ra đời, VZ Booking đã và đang nhận được sự đón nhận của hàng trăm câu lạc bộ trên cả nước. Trong đó, tiện ích phải nhắc tới chính là đặt sân. Chỉ vài thao tác đơn giản, các golfer hoàn toàn đặt ngay cho mình giờ tee time và sân ưng ý với đầy đủ các thông tin về giá, số người chơi, dịch vụ giải thưởng hôn ngoan,
và đặc biệt là nhiều hình thức thanh toán vô cùng tiện lợi chỉ với chiếc smartphone của mình. Việc hợp tác giữa các đại lý booking với các sân golf tạo nên một vòng tròn liên kết và mối quan hệ win-win. Các golfer sử dụng dịch vụ và nhận được nhiều ưu đãi từ các đại lý booking. Các đại lý booking nhận được sự ủng hộ của các golfer và chia sẻ lợi nhuận với các sân golf. Còn các sân golf khi phối hợp với các đại lý booking không những giúp tăng doanh số mà còn tối ưu hóa được các quy trình đặt sân, đặt giờ tee time và thanh toán nhanh chóng tiện lợi. Các đại lý booking cũng có rất nhiều gọi là sân chơi được mở rộng. Thay vì là họ đưa những khách nhỏ lẻ về thì bây giờ gần đây là họ sẽ đưa những cái giải đấu, giải outing về sân. Và ngược lại thì với cái số lượng khách mà các đại lý đưa về thì về phía sân Tràng An thì chúng tôi có những cái hỗ trợ cho đại lý là với số lượng khách khoảng trên 20 người thì chúng tôi sẽ có hỗ trợ xe đưa đón, là ví dụ như sân Tràng An thì là có cả khu nghỉ nữa. Khách hàng từ xa về thì có thể là vừa đánh vừa nghỉ và ngày hôm sau đánh tiếp. Có thể nói các kênh đặt sân ra đời thời gian qua đã trở thành những địa chỉ tin cậy giúp các golfer có những trải nghiệm thú vị. Đây có thể coi là một bước tiến lớn góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển thị trường golf Việt Nam trong bối cảnh mà môn thể thao này đang dần trở nên phổ biến hơn. Xây dựng những công trình, chúng tôi xây dựng niềm tin. Giza ENC, tổng thầu xây dựng công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Vậy thì tính đến thời điểm hiện tại, Visas Booking đã liên kết với tất cả bao nhiêu cái sân golf hiện tại ở Việt Nam ạ? Hiện tại thì trong vòng 1 năm thì bọn tôi đã ký hợp đồng với tất cả các sân golf ở Việt Nam. Tất cả các sân golf Việt Nam mà có chính sách cho đại lý, cho các đại lý. Như vậy là đó là một cái khối lượng công việc tương đối khổng lồ ấy, đúng không ạ? Đúng rồi, thì tại vì là VZ Booking này ở miền Bắc là trực tiếp miền Bắc, trong còn bọn tôi có một đơn vị gọi là chi nhánh ở trong miền Nam, đó là Vegas Southern, thì đã giúp bọn tôi toàn bộ cover toàn bộ thị trường miền Nam, thì hai phần là giúp cho là cái trải nghiệm khách hàng của với khách hàng của VZ nó sẽ được xuyên suốt từ Nam ra ngoài Bắc. Như vậy là các anh phải phát triển liên tục đúng không ạ? Phát triển liên tục để cập nhật những thông tin mới của các sân golf đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái phần bọn tôi chia sẻ là cái phần giờ tee time hay là những cái thông tin liên quan đến các tiện ích của sân golf, thì khi mà có thông tin update bọn tôi đều update trên ứng dụng hết. Về thứ hai là bọn tôi sử dụng một số cái công cụ để mình có thể lấy dữ liệu được từ những cái phần hỗ trợ gọi là cái nguồn mở bên ngoài. Ví dụ như thời tiết của sân golf nó như nào, bọn tôi đã tích hợp sẵn một cách tự động, có thể tự biết được là hôm nay mưa hay bao nhiêu gió, sức gió bao nhiêu, hiển thị hết trên app luôn, thì khách hàng có thể có thông tin rất là dễ. Ngoài ra nữa thì bọn tôi tích hợp những cái phần gọi là tiện ích bổ sung, như đó là cái phần thưởng hole in one chẳng hạn, thì khách hàng khi mà lựa chọn giờ chơi có thể tự chọn cho mình cái phần thưởng là mình muốn đăng ký cái gói hôm nay 100 triệu, 200 triệu hay đơn thuần là chỉ cần booking bình thường là gói 20 triệu. Những cái phần đấy bọn tôi tích hợp một cách automatic trong cái giờ tee time luôn rồi. Khi mà nhận thấy được cũng như gọi là những cái điểm chạm của khách hàng người ta ở đâu ấy thì chúng ta sẽ hoàn thiện dần, chứ không thể một cái sản phẩm mà chúng ta, tại sao bất kể một cái sản phẩm là luôn luôn có những cái update, bởi vì họ sẽ sửa lỗi, họ sẽ thêm adding những cái feature để cho làm sao cái lợi ích nhất có thể, mà cái việc mà chúng ta không thể đi từ chối một cái xu hướng tất yếu. Thành ra cái việc mà VGS sinh ra là cũng tôi nghĩ là đương nhiên sớm muộn nó cũng sẽ là phổ cập, mà không thể, cũng có khả năng là một cái đơn vị khác, một cái đại lý khác họ cũng sẽ
ra một cái sản phẩm tương tự để cạnh tranh với bên chỗ VGS cả. Thì cái việc đấy là tất yếu, là về cái việc mà 4.0 là sẽ xảy ra, và nó rõ ràng là mang lại cái thuận lợi nhất định. Thế nửa đêm gà gáy là hoàn toàn vẫn có thể check T-time, bởi vì khi mà nền tảng mà hoàn hảo ấy, và cái việc phối hợp chặt chẽ với sân và đại lý công nghệ ấy, thì họ sẽ có phần real time. Và cái vấn đề real time đây là họ sẽ check được những toàn bộ những cái giờ ti qua những cái nền tảng công nghệ của đại lý, thì nó sẽ hỗ trợ cho ta rất là nhiều, và họ sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau. Và việc thứ hai nữa là cái việc mà có những cái khách hàng gọi là budget, cái khách hàng đi săn, gọi là chỉ thích đi gọi là chơi những cái giải khuyến mãi, chơi những cái giải giá khuyến mãi. Thế thì ngoài mỗi một sân ấy, thì họ có một cái chương trình ngày khuyến mãi nhất định của họ. Thế thì ví dụ như sân A thì là thứ hai, sân B thì là thứ ba. Thế còn sau này nữa thì sẽ có những gọi là last minute, tức là ta bán sale ấy, của cái gọi cuối giờ ấy. Thế ví dụ như qua cuối ngày thì tôi thấy cân đối rằng là sáng mai ta còn khoảng độ bao nhiêu cái tea time sống, thế cả là ta sẽ có một cái giá gọi là khuyến mại. Thế thì bản thân nếu mà một cái đại lý công nghệ tốt ấy, thì họ sẽ đẩy lên được. Thì bản thân là cái lợi ích rằng là họ sẽ có những cái khách hàng book qua, sử dụng qua dịch vụ của đại lý đấy. Mà bản thân cái góc độ ở sân thì cũng bán thêm được những các giờ tea time cho những cái giờ đấy ta không thể khai thác được. Mà với một sự tiếp cận và cầu nối của bên người nhu cầu sử dụng dịch vụ và một cái đơn vị mà liên kết mà cầu nối được, chia sẻ được cái thông tin đấy, thì nó là cái tất yếu thôi. Nếu mà không có booking thì tôi sợ rằng là chúng ta không thể tìm được, đúng không ạ? Đúng rồi, nếu không có booking thì rõ ràng này, anh phải điện thoại cho các cái sân. Thế thì anh lại điện thoại hết sân A đến sân B đến sân D đến mãi một loạt thì anh mới lựa chọn được. Nếu mà có cái nền tảng công nghệ tốt thì rõ ràng ta có thể là lướt chuột cái là ta thấy biết là sân nào giá rẻ nhất và giờ tea time mà phù hợp cho bản thân và nhu cầu nhất, thì việc mà công nghệ hỗ trợ là làm được luôn cho cái vấn đề đó. Với VSS Booking thì tôi được biết rằng các anh có một hình thức rất hay, đó là thư ký câu lạc bộ, đúng không ạ? Vậy thì khi mà bắt đầu triển khai cái dịch vụ thư ký câu lạc bộ thì các offer đón nhận như thế nào? Vai trò đại lý booking còn có hai phần, một là phát triển phong trào chơi gôn, phần thứ hai mới là phần mình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Thì cái phần thư ký của bên bọn tôi là một cái phần giúp cho cái phong trào gôn nó được phát triển một cách tốt hơn, sâu hơn và rộng hơn. Thì là các câu lạc bộ khi được bọn tôi cung cấp thư ký thì là bọn tôi cung cấp miễn phí phần thư ký cho các câu lạc bộ, và mình hỗ trợ câu lạc bộ tất cả các việc trong việc tổ chức sân gôn, việc chơi gôn như nào đó cho nó phù hợp. Thì mọi người đón nhận rất là tốt, bởi vì là sao, toàn những anh chơi gôn mình cũng biết là người bận không thời gian, và đôi khi muốn tổ chức một phong trào đó thì cần có những người thực hiện. Thì bọn đội ngũ thư ký bọn tôi thì được đào tạo training làm sao cho có thể hỗ trợ tất cả những phần việc đấy một cách tốt nhất có thể, giúp cho câu lạc bộ vừa bọn tôi giúp có mấy việc sau này. Một là bọn tôi giúp duy trì cái việc hoạt động của câu lạc bộ như kiểu một thành truyền thống của câu lạc bộ. Đấy. Thứ hai là tôi giúp cho anh em trong câu lạc bộ được lưu trữ thông tin, đoàn kết với nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Thứ ba nữa là các câu lạc bộ thì hình ảnh các câu lạc bộ được phát triển một cách tốt hơn bằng cách là bọn tôi hỗ trợ về mặt truyền thông cho câu lạc bộ. Thực ra tôi nói đây không ở góc độ mà sân gôn, mà tôi nói tôi là một người chơi gôn thôi, tham gia rất nhiều câu lạc bộ. Bây giờ những cái anh mà chơi gôn ý, thì thực ra anh nào cũng bận công việc. Dạ. Tức là gọi là cũng vì đam mê, vì máu mê với gôn thành ra mới chơi gôn. Thành ra cái việc mà bản thân những các cái chủ tịch câu lạc bộ là tổng thư ký thì các anh cũng không phải là lúc nào cũng rảnh rỗi thời gian. Thế mà mỗi cái hội nhóm hàng mấy chục người. Thế thì để mà được tổng hợp được những cái thông tin của ý kiến từ người, khi ta chỉ phát sinh những một cái việc muốn outing một thời điểm này, chọn sân nào. Xong rồi là trong câu lạc bộ ấy, là có bao nhiêu người, người thì tham gia được, người không tham gia được. Xong rồi handicap là thay đổi hàng ngày, hàng tuần. Thế là muốn outing thì anh phải cập nhật được. Thế thì nếu mà có những cái việc thư ký đó thì họ sẽ tổ chức, họ sẽ tổng hợp được, hỗ trợ cho những cái câu lạc bộ đấy tốt hơn. Từ những cái khâu chuẩn bị, khâu tổ chức. Trong việc thứ hai đó là việc làm việc với sân. Ví dụ như nếu mà sân mà có một cái đại lý mà tổ chức giải thi đấu tại sân thì hoàn toàn qua một đại lý hoặc có những cái thư ký của câu lạc bộ mà tổ chức đấy thì nó sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tức là tôi chỉ làm việc với một đầu mối thì họ sẽ cập nhật, sẽ phổ biến được.
Bởi vì không phải là anh nào cũng là lúc nào trực chiến, bởi vì ta đều có tạo ra những cái nhóm hội thoại qua những cái nền tảng công nghệ khác nhau, và không phải lúc nào các anh cũng có rảnh để mà cập nhật liên tục. Thế có khi những anh mà không cập nhật được thì lại có những thư ký có thể điện thoại để cập nhật, rồi những cái thay đổi trong cái quá trình mà tổ chức và cập nhật những cái thông tin thường xuyên với nhau ấy, thì cái việc mà có thư ký là một cái vai trò rất là tốt, và cái việc đó mang lại cái hiệu quả cho những cái khâu tổ chức cũng như có booking. Các đại lý booking họ có thể hoàn toàn có thể liên kết với nhau để giúp cái phong trào golf phát triển hơn nữa và tạo ra một cái ngành công nghiệp golf nó chuyên nghiệp hơn. Vậy thì với quan điểm của một người sử dụng dịch vụ và một bên cung cấp dịch vụ, thì các anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của ngành booking golf trong tương lai? Tôi nghĩ rằng thế này, cái việc mà cái công nghệ là chắc chắn họ sẽ là một cái điểm ưu thế mà cả một cái xu hướng chung họ tiến tới, cũng như sau này ấy, bản thân nếu có cái gọi là dữ liệu lớn big data sẽ hiểu được tập tính cái thói quen, lúc đấy họ sẽ support cho cái việc mà vô hình rất là lớn để quản lý cũng như để phát triển về góc độ thị trường. Việc thứ hai nữa là cái nếu mà booking qua công nghệ nền tảng ấy thì nó có một cái lợi thế rất là ưu việt, đó là nếu mà liên kết đại lý đó mà liên kết tốt với cả sân ấy thì họ sẽ có một cái liên kết về link về cái real time, the tee time, mà cái đấy thì là cái ưu việt luôn. Và tôi nghĩ rằng là cái bên VGS là tiên phong, gọi là Blue Ocean ấy, sẽ còn phải hoàn thiện hơn nhiều. Và những cái đại lý mà thuần túy sau này ấy, thì họ cũng sẽ phải thay đổi để cập nhật và để cạnh tranh với cái thị trường công nghệ. Nếu không họ cũng rất là khó. Tôi thì nghĩ này, đầu tiên thì là công nghệ, xu hướng phát triển sẽ tạo ra mấy cái xu hướng sau này. Một là cho cái tăng tính chủ động cho người chơi golf, sẽ làm cho người chơi golf có tính chủ động hơn rất nhiều trong việc là kiểm soát chọn giờ tee time để chơi. Tôi có thể tự chủ động thanh toán, tôi có thể chủ động kiểm soát cái lịch sử chơi của tôi. Tôi hoàn toàn biết được là tôi hôm nay chơi tôi được những dịch vụ gì cung cấp cho tôi. Đấy là thứ nhất, là công nghệ sẽ giúp cho người chơi golf có được những cái quyền lợi như thế, và nó sẽ xu hướng dần dần là người chơi golf sẽ trở thành là người mình được hưởng dịch vụ, và mình sẽ được nhận lợi ích nào mình biết luôn từ đầu. Và cái cam kết dịch vụ sẽ hiểu nhau rõ ràng hơn, không còn tù mù nữa. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là cái thị trường, về mặt tầm thị trường sẽ mở rộng hơn rất là nhiều, bởi vì như anh đã biết đấy, và thị trường du lịch golf Việt Nam sẽ là một tương lai phát triển rất là nhiều, và liên quan đến việc đó thì số lượng sân golf ở Việt Nam mở ra cũng rất là nhiều. Và làm thế nào để cái quá trình đấy sân golf mở rộng ra thì các cơ sở hạ tầng phục vụ cho các sân golf và người chơi nó được phải tăng theo tương ứng như thế. Và nữa là thì khi mà có sân golf mới ra thì người chơi golf làm thế nào để được phục vụ tốt hơn thì thị trường chơi golf, booking golf nó sẽ hỗ trợ cho thị trường ở mảng như thế rất là nhiều. Và tốc độ phát triển số lượng người chơi golf mới hiện tại ở Việt Nam cũng là có tăng khá là nhanh, không phải là con số nhỏ. Và làm thế nào để phục vụ được số lượng người đông như thế với chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì như thế, thì làm thế nào để đảm bảo được cái gọi là chất lượng dịch vụ cho từng người một, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ phát triển theo những cái hướng, một là cá nhân hóa chủ động hơn, một là quy mô hơn, và mình sẽ phát triển theo cả vừa chiều rộng chiều sâu. Thì ngoài công nghệ ra, tôi nghĩ là ngoài công nghệ ra vẫn cần con người. Đấy, cái phần anh Kiên cứ nói chuyện bọn tôi là BGS Booking thì tự hào có phần công nghệ, nhưng đây chỉ một phần thôi. Tôi nghĩ rằng là con người làm dịch vụ mới là phần quan trọng nhất. Và làm thế nào con người làm cho các bạn tư vấn viên, các bạn thư ký, bạn ấy hiểu golfer như những người golfer, và bạn ấy còn suy nghĩ trước những vấn đề của golfer để bạn ấy tạo ra dịch vụ tốt hơn cho người chơi golf, thì tôi nghĩ rằng đấy là tôi học được từ ý kiến đó từ anh Kiên, và tôi sẽ cố gắng, đội ngũ của nhà tôi, đội ngũ của BGS Booking sẽ cố gắng là thực hiện cái việc đó trong một cách tốt nhất có thể. Một mối quan hệ tương trợ lẫn nhau thì chúng ta cần phải cố gắng. Công nghệ là cái nền tảng, đúng rồi, nhưng con người là hạt nhân trong đó, đúng không ạ? Con người là người điều khiển cái công nghệ, đúng không ạ? Đúng rồi. Rất cảm ơn những chia sẻ và quan điểm của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong tương lai thì các đơn vị booking, chẳng hạn như là VGS Booking, sẽ phát triển hơn nữa và mang thêm nhiều tiện ích hơn nữa tới các golfer cũng như là các sân golf, để chúng ta có thể tạo ra giúp cho ngành golf phát triển hơn nữa. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Chuyện Golf ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau. Sản xuất kinh doanh thép, lĩnh vực không ngừng tăng trưởng và phát triển. Chúng tôi là Thép Minh Phú. Toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ về kích thước, định dạng hình học, đường hàn, bề mặt thẩm mỹ. Quá trình sản xuất diễn ra liên tục và tự động. Với tổng diện tích gần 50.000 m², nhà máy thép Minh Phú được đầu tư quy mô sản xuất lớn nhất miền Bắc hiện nay.
khẳng định chất lượng sản phẩm luôn ở top đầu và ổn định trên thị trường. Thép Minh Phú, khai minh bền hiện tại, tích phú vững tương lai. NB Private. Beyond business, beyond banking.